Quá là tuyệt vời, quá là tuyệt vời anh chị ơi. Làm sao tìm được ở đâu một đôi giày đẹp, xịn, chính hãng như thế này mà giảm tới 50%, chỉ có duy nhất trong phiên live ngày hôm nay của em Tài Tỉnh Táo mà thôi. Một đôi giày đường chỉ tinh tế, thiết kế nhẹ nhàng, bấm vào giỏ hàng mua đi các chị ơi. Nhanh tay nào, nhanh tay nào. Và chỉ còn mấy đôi, còn mấy đôi ạ? Còn 10 đôi cuối cùng mà thôi, 10 đôi cuối cùng mà thôi. Có thêm điều không, có thêm điều không ạ? Giảm thêm 25%. Chút 25%, trời quá tuyệt vời. Bấm vào giỏ hàng để mua những đôi cuối cùng đi các anh các chị ơi. Còn 7 đôi nữa thôi. Còn 7 đôi, quá nhanh, quá nhanh, quá nguy hiểm. Còn 7 đôi ạ. 5 đôi rồi, 5 đôi rồi. Mua đi các chị ơi, mua đi nào. Nhanh tay không thì hết mất rồi. Còn 3, còn 3. Chỉ còn 3 đôi mà thôi. 2 đôi 1 đôi. Nhanh tay, còn 1 đôi duy nhất mà thôi. Hết rồi. Quá tuyệt vời. Và xin chúc mừng tất cả các anh các chị đã săn được những đôi giày tuyệt vời ngày hôm nay. Xin chào. Sao Ngọc ơi, hết bao lâu ấy? 59 phút 30 giây. Ôi, 59 phút 30 giây. Dưới 1 tiếng, dưới 1 tiếng. Hai chục. Tiền đâu? Cả ngày hôm nay có mỗi 30 thôi này. 30 cái gì được? Tiền đâu? Hay nhỉ? Tôi like dưới 1 tiếng nhá. Tiền đâu? Đứa nào, thằng nào bảo tôi like kiểu gì cũng trên 1 tiếng. Đứa nào? Sếp đấy. Sếp đây, sếp ơi. Sếp à? Ông hôm nay ông cũng lộc đi đoạn cuối nhãn hàng đúng không các em? Đúng ạ. Giảm sâu mới được như thế. Trời ơi, cũng nhờ vía của sếp. Anh chụp ảnh dạo mà bây giờ em đã thành thạo live stream. Không, nhưng anh em phải công nhận là đợt này mấy hôm live stream là mồm cũng mượt, văn cũng tốt, làm sao? Thì sếp... Đây, đọc số đi, em đọc số tài khoản đi, chuyển luôn. Thôi, em không chơi với số tài khoản, sếp cho em xin tiền tươi thóc thật. Chuyển khoản luôn cho nhanh. Không, em chưa chuyển khoản. Không phải đùa, mày không mang tiền. Không, sếp nói mang nào. Mang ví thật đi. Sếp nói nào, sếp không mang tiền. Đây, cho ông Lục luôn này, không mang ví. Đâu? Ông thấy ví tôi đưa ngay. Xin chào. Chào. Này, Đức Anh, mẹ mang ví cho con này. Sếp tôi quên thật. Đức Anh sao vậy? Số ngày hôm nay là có tiền rồi. Thôi anh nói đùa thôi. Đây là thưởng nóng nhá, về thành tích đợt gần đây. Thôi cố gắng phấn đấu. Dạ, em biết đâu là tương lai công ty mình lại cây ô eo cây nhà lá vườn nhỉ. Em cảm ơn sếp ạ. Nhưng mà sếp vẫn thiếu em 120 ạ. 120 gì? 120 hôm trước sếp mời cà phê. Em đặt thì chắc là sếp quên đúng không ạ? Mày biết cách moi tiền sếp thật. Đây. Chị đã. Cảm ơn sếp ạ. Đi. À, con chào U ạ. Con đi lại. Cú nhá, bị cú nhá. Ok. Đây mày. Mẹ mua bánh này, ăn đi cho nóng. Có bánh. Có bánh. Ăn nằm nhất chứ đủ à, mà còn quay lại. U mua bánh thì phải ăn nữa chứ. Mua cho ai? U mua bánh không ăn là U buồn này. Đúng rồi, U mua cho tất cả, ăn đi cho nó nóng. Mình đi. Sao mẹ không gọi ship đi, qua làm gì? Đây, còn một túi này. Đang vui lại nói chuyện buồn. Sao đấy? Mẹ gọi cái Hân, bảo nó mang cho con. Nó từ chối. Mẹ mới phải mang đến chứ. Con xem giấy tờ một đống ấy, toàn những giấy tờ quan trọng, làm sao mà giao cho người lạ được. Mẹ lại gọi cho vợ con à? Gọi. Nó còn bảo với mẹ là nó đang rất là bận. Để dành cho U à? Dạ. U lại để dành cho con trai U. Con xin đấy. Ôi ôi. Con này nó có để ý gì đến sếp đâu mà. Nhất anh Đức Anh nhá. Lớn tướng thế nào lấy vợ rồi mà mẹ vẫn chăm sóc kỹ thế này. Trả bù cho con U ạ. Mẹ con cứ về nhà là mẹ con toàn ép ra ở riêng à. Không, anh hiểu tâm lý của mẹ mày. Bác đúng đấy. Đức Anh hồi xưa nó đẻ non, thiếu tháng, yếu ớt nên là bác. Rồi sao phải giấu. Sếp sinh non mà sếp vẫn ngon thế này. Sếp mới sinh già. Mày bắt đầu lên. Bọn này nó lên thuyền lắm. Vui ghê ấy.
Ôi dồi ôi, cái con bé này giật hết cả mình. Đấy, đã hay giật mình rồi cứ để cửa mở toang ra, nhỡ trộm vào thì sao ạ? Hôm nay không phải đi làm mà sao mẹ sớm thế? Con mang cho mẹ hộp canxi D3 mới đây. Mẹ có ốm đau gì đâu mà mang nhiều thuốc thế này. Ồ, đây không phải là thuốc, đây là thực phẩm chức năng giúp cho mẹ đỡ đau xương khớp ý. Con nói mãi rồi. Thế cái hộp hôm trước con mang sang mẹ đã uống hết đâu? Nào, thôi được rồi mẹ xin. Con gái rượu chu đáo quá. Ngoan xinh như của con phải thế chứ. Được. Thôi được rồi. Này, hôm nay mẹ làm bánh tẻ, cũng định mang sang cho con. Ôi, đấy. Bánh tẻ ạ? Ừ. Con có ăn luôn không? Ừ, có ạ. Rồi, có ngay. Ôi, thoải mái quá. Ôi giời, con gái con nữa. Nằm thế này khách vào thì sao? Đây, dậy ăn đi con. Con xin. Về với mẹ là con thoải mái nhất đấy. Nói cái kiểu đấy, chắc lại bị mẹ Giang mắng đúng không? Đâu ạ? Ôi, không phải giấu, tôi biết rồi. Con gái con nứa, ở nhà với mẹ, mẹ chiều chuộng thế nào cũng được. Nhưng đi lấy chồng rồi, con cũng phải để ý đấy. Chứ không phải mẹ mắng, lại sưng sưng xỉa xỉa lên. Mẹ Giang bên đó cũng là người kỹ tính. Thỉnh thoảng con cũng nên tạo không gian riêng để hai mẹ con thân thiết. Mà đi đâu, có cái gì ngon ngon cũng nên mua về cho mẹ con à. Cứ vui vẻ, tươi tắn, cái gì cũng tốt hết ý. Biết chưa? Đấy là mẹ không biết chứ. Hôm qua con vừa mua cho mẹ ra cái khăn, vừa cầm một hộp quà cái á, mẹ cảm ơn rối rít luôn, thích lắm. Thế thì tốt rồi, cứ thế con nhá. Dạ. Tâm nhá. Cuộc sống của con lúc nào cũng ổn nên mẹ không phải lo đâu. Con cố gắng nhá. Phải thật sự hạnh phúc mẹ mới yên tâm, biết chưa? Ăn đi con đi.